Quý vị và các bạn thân mến, sau đúng một tuần được ra mắt trực tuyến tại sự kiện toàn cầu Unpacked 2022, Samsung đã giới thiệu dòng sản phẩm điện thoại Galaxy S22 Series tại thị trường Việt Nam. Với chủ đề sống chậm chất đêm, S22 Series đã có một màn chào sân ấn tượng với những tính năng nổi bật của mình. Sự kiện giới thiệu Galaxy S22 Series tại Việt Nam đã thu hút sự tham gia của hàng loạt ngôi sao KOL nổi tiếng và được trực tiếp trên các nền tảng số của Samsung Việt Nam. Tại sự kiện, dòng S22 mới nhất của thương hiệu đến từ Hàn Quốc đã được chính thức giới thiệu tới người dùng Việt Nam với điểm nổi bật là bút S Pen được tích hợp ngay trong S22 Ultra. Hệ thống camera cải tiến khả năng thu nhận ánh sáng, chống rung, độ chi tiết nhờ sự phối kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Đặc biệt thì hãng đã chính thức xác nhận con chip 4 nanomet Snapdragon 8 Gen 1 sẽ được sử dụng trên dòng máy bán tại Việt Nam. Giá bán lẻ S22 và S22 Plus là từ 21,99 và 25,99 triệu đồng, còn S22 Ultra là từ 30,99 triệu đồng. Thông tin chi tiết sẽ được sống kết nối cập nhật trong Hashtag 247 ngày 17 tháng 2. Kỳ Lân Việt, VNG đầu tư 22,5 triệu đô la Mỹ vào nền tảng tài trợ vốn Funding Society hay là máy chiếu Smart TV bỏ túi 100 inch có giá 25 triệu đồng sẽ là nội dung tiếp theo của Tech News ngày hôm nay. VNG mới đây vừa đầu tư 22,5 triệu đô la Mỹ vào Funding Society, nền tảng tài trợ vốn kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn nhất Đông Nam Á. Trong vòng gọi vốn, chủ sở hữu Series C Plus, Funding Society đã huy động được tổng cộng 144 triệu đô la Mỹ, dẫn dắt bởi SoftBank Vision Fund 2 cùng các nhà đầu tư mới như VNG, Rapid Venture, Indies Capital, K3 Ventures và Ascend Vietnam Venture. Công ty cũng nhận được các hạn mức nợ trị giá 150 triệu đô la Mỹ từ các tổ chức cho vay đến từ châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á. Một vài trong số đó đã được giải ngân từ năm 2021. Dell Technologies vừa chính thức khởi động chương trình đối tác Dell Technologies 2022 để chào mừng kỷ niệm 5 năm của chương trình và những thành công trong thời gian qua với các đối tác trong hệ sinh thái. Trong vòng 5 năm qua, kênh phân phối của Dell Technologies tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản đạt mức tăng trưởng 70% và số lượng chiết khấu tăng 80%. Hơn nữa, 95% các đối tác đều được hưởng lợi từ quỹ phát triển tiếp thị. Chương trình đối tác Dell Technologies phiên bản mới sẽ sắp xếp hợp lý hóa hơn và tăng cường trải nghiệm từ đối tác một cách toàn diện, từ đó giúp các đối tác kênh tại châu Á-Thái Bình Dương và Nhật Bản được hưởng nhiều chiết khấu và lợi ích hơn.